Thưa quý vị, mức giảm trừ gia cảnh chịu thuế thu nhập cá nhân có thể được nâng từ 9 triệu đồng một tháng lên 11 triệu đồng một tháng. Đây là đề xuất vừa được Bộ Tài chính đưa ra trong dự thảo nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội. Như vậy, chỉ những cá nhân có thu nhập từ 11 triệu đồng trở lên mới phải nộp thuế. Ngoài ra, Bộ Tài chính cũng đề xuất nâng mức giảm trừ gia cảnh cho người phụ thuộc từ 3,6 triệu đồng một tháng lên 4,4 triệu đồng một tháng. Ước tính với mức giảm như đề xuất, ngân sách nhà nước sẽ giảm thu khoảng 10.000 tỷ đồng mỗi năm từ thuế thu nhập cá nhân.